Dạ buổi trưa hôm nay thì bé Duyên đã đi học về chú chị ơi. Đợi nha, rồi sẽ cập nhật cho cô chú chị của mình coi. Giỏi quá. Nó cái cặp bự hơn nhỏ luôn nha. Bé Duyên chứ không phải là bé Quyên, toàn lên xin lỗi nha. Trời ơi, giỏi. Mới học về là kìa nặng em rồi nha, thôi vô thay đồ đi con. Đặt ở bông đó, cặp chỗ nào để chỗ đó. Rồi bỏ cặp xuống, rồi vô thay đồ đi. Bữa nay nhà có khách hả anh Tiên? Ừ. Đi ra thăm hả? Không chơi. Rồi nói vẽ ngon rồi. Ờ cười nha. Cười ha. Thôi hả? Giờ này anh Tiên đang chăm con nghe cho chị Quyền đi sao? Đi giải quyết bầu tâm sự. Tâm sự sao? Phải có giải lòng gì? Hát bài con nghe đi. Cha hết đổi cục vàng của cha. Ừ. Để bé Quyên về xong rồi bé Duyên chứ. Tâm sự với con nói sao đó, tâm sự với con đi. Ba cục vàng của cha. Một vàng của cha cũng may mắn của cha. May mắn ha. May mắn của cha. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Lớn lên là ca sĩ giống cha đi. Cha có biết ca sĩ, có biết hát không mà kêu là ca sĩ giống cha. Lớn lên là ca sĩ hát thanh giả yêu thương. Trời ơi. Trời ơi, chị cưng quá ta. Lớn lên là ca sĩ đi. Nuôi em, nuôi chị, nuôi con nè. Trời ơi. Thành ca sĩ đi. Cha là lứa cho con là tới hợp lúc 12 luôn. Nè. Cười ghê. Đã còn đi nữa là cha lớn cho con tới hợp lúc 12 luôn. Con không được rồi sao? Không được rồi, ráng chịu. Dưới cưng kìa. Cưng quá. Nhi, Thu Nhi. Thu Nhi. Ông đặt Thu Nhi luôn trời. Thu Nhi. Nó chưa kêu cũng quên chứ. Quên hoài luôn á. Đặt coi cái tên. Cha là Tiên, Nguyễn là mẹ là Nguyễn. Con thứ hai là Nguyên. Con thứ ba là Duyên. Con của Út là Thạch Thị Tú Nhi. Rồi bây giờ anh đọc bốn tên người đầu tiên, anh đọc nhanh cho em coi. Coi nó có lộn không. Rồi, nhanh nha. Nhanh hả? Tiên Quyên Duyên Tiền tiếng cái gì đó. Tiên Quyên Quyên Duyên Nhi. Đạt Bích. Đã. Còn Đạt Bích đấy hả? Dạ, vậy là chưa đâu. Chưa đâu, giờ mới nói rồi thấy chưa. Tại đó vui rồi. Thôi, chịu không nghe. Vui rồi, trận tối nay thiệt luôn á. Vui rồi. Kế hoạch nha. Vui rồi. Kế hoạch thôi chứ còn cái chuyện của mình tới dắt mình đi rồi. Cái chuyện của anh Tiên ảnh muốn làm vậy làm đúng không? Phải không Tiên? Mình khuyên thôi, còn cái chuyện của ảnh nữa. Chuyện của ảnh. Nó chơi vui quá thiệt luôn. Thôi quên đó, khán giả kêu dân cái mùng này cao lên. Có cái một người chị gửi cho anh hai cái mùng mới ở Củ Chi á, mà gửi cỡ 4-5 ngày nay mà sao không nhận được nó, anh có nghe điện thoại gì không? Nghe rồi không thấy điện. Ta gửi 4-5 ngày nay đó. Không thấy anh nhận quà, ta điện hỏi em nè. Anh phải dặn chị ở nhà có điện thoại, với nhiều khi điện thoại hết pin hết nha. Điện thoại gì? Xài điện thoại gì? Hết hàng bốn bùn cha. Sao đâu điện thoại gì? Lấy ra coi coi. Đi sạc nữa hả? Sạc ở đâu? Không đi phải vợ. Vợ sạc hả? Thôi hết pin rồi vậy. Có coi thật sự, nói ra mình có coi mình không?
Ừ. Cô bắp mà coi gì. Trời. Nè Bèo Quyền hỏi Bèo Quyền đi học giỏi không? Bèo Quyền ơi, lại nè. Em ta Trang nè, hỏi Quyền lên coi. Dạ hỏi học, có nào học giỏi không kìa? Lên thăm em. Lên thăm em. Rồi lên thăm em. Lên học giỏi không? Giỏi không? Bữa nay cô khen không? Cô khen ha. Chăm em coi. Chăm em coi ở nhà chăm em sao. Lên tên đu rồi cái nó ấy đó. Khung em cái cây. Thăm em. Ba của công chúa đó. À, công chúa. Cái gì nè, cao biết nữa. Chị ơi, cái mặt đồ mới nữa ha con. Chắc được á, giống chị á. Đồ đó ai tặng con vậy? Khô mai hả? Khô mai không. Tặng bốn lần hắn cha không có anh lận nào. Con mẹ không. Ủa mà khô mai ăn hết trơn. Hả? Ăn hết khô mai chưa? Hết rồi. Hết hả? Khô của khô mai thế hả? Ừ, khô mai hết rồi. Đặc biệt thơm cái tỉnh Bạc Liêu. Khô mai đặc biệt thơm bơ hả? Khô mai à, khô mai nó gửi khô lên cho con nữa nè. Rồi sao? Là nhà con. Hồi nãy xong chờ chị về luôn. Hả? Có được không? Như hai chị em học khác giờ mà sao chờ lâu quá. Lâu lắm, cỡ tiếng mấy á. Tại chờ mưa nãy có mưa lớn luôn á. Bữa nay chị hai đi học mấy giờ mới về gì? Không biết ha. Chúc mình kéo với mùng cao lên nha. Để khán giả nói kêu mùng thấp quá. Cao quá ha. Ừ, cao lên chút. Thành để cái niệm cái gối yên chảnh hay gì kìa. Mùng cao lên thì đi nè. Đúng rồi, vậy đó. Mẹ không có cái cọng dây này nè. Ừ, kéo cọng dây cao lên cho nó sáng sủa rồi. Thì cọng dây này nó thấp nè. Dây này không ít. Kéo căng lên. Vậy nè, làm nó lên hả? Kéo cọng dây thẳng ra. Thẳng ra, căng lên không? Kìa nó chỉ con đi. Ừ, nói chuyện kìa. Nó chỉ con đi, chút đi ra đi. Ờ, cái đó gì đó. Thôi. Đây đây này. Ngủ à. Đúng rồi, nằm kế bên con đi đó. Ờ gu ngủ rồi. Ừ. Ngủ đi con, ngủ đi con ơi. Vào cậu ơi. Đừng gu hồi chàng ngủ trước con luôn nha. Con ngủ ba ngủ như con. Chị cưng nha, cưng quá ha. Bé này chắc là chứng mẹ rồi đó. Không có lo cho anh mấy nhiều tiền. Không lo cho anh đó. Lo cho chị nó, hai đứa chị nó. Lo cho hai đứa chị nó ha. Cái bộ chân cô dài nghe. Dài. Nó nhìn nó tăng như cưng kìa. Thôi. Cưng quá cưng rồi. Biếu quá. Út đấy. Chị không có là bé Út này. Út mấy anh Tiên? Út là, thứ ba là Út Mót. Mốt ha. Cuối cùng rồi đó ha. Chết à. Tiền nằm cái bên nhìn giống như cái bự vậy ha. Út mốt nè. Trời trời. Có khi nào nó thấy anh nó sợ lên tay. Dạ. Nó sợ nó khóc đâu, có gì nó khóc đâu. Không. Nó quên cái ghê rồi nha. Nó quen mùi á. Nó mùi chữa cha. Nằm cái bên thấy hăng hình anh như học sinh nhớ anh Tiên. Nãy giờ nó quen á. Quen ha. Nó quen, thấy cha nó nói chuyện á. Con bé này mặt mày sáng sủa. Ừ. Chè cái gì vậy? Nhớ gì? Đâu nữa? Cái gì? Nữa anh nè. Phe ở đây là tích. Đâu phe của anh coi. Phe thành tích của cha. Đâu thành tích của con coi. Mỗi ngày đi học được phe thành tích hết. Anh Tiên biết ca gu không? Gu bài gu mà của con á. Nhưng mà đòi làm ca sĩ. Bây giờ này là chàng Lùng đang dỗ con nha. Để cho vợ đi giải quyết bầu tâm sự. Vợ khai trương luôn cái gì rồi? Dạ vậy. Khai trương cái gì ơi. Ở đây gì? Đem khoe cho ba, khoe với ba nè. Để lên khoe ba nè. Cô giáo em gì đó. Ừ, lên. Rồi, chắc 10 điểm quá. 10 điểm. Ủa, tốt không à? Ồ, rồi. Tốt tốt được rồi. Ừ, T là tốt nè. Bây giờ con trâu nó không còn con cha nữa rồi. Con thằng con trâu rồi nha. Còn H là gì ta? Chữ cũng đẹp nè. H là gì? T là tốt, H là gì? H là
Học không hả? Không được đó. Không. Hát là chữ hát hay mờ 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 bọp đẹp. Chữ hát. À, hôm qua đó là cái chữ trâu mà nó không ghi chữ cha nè. À. Là sai nè. Cái này thì là không cây, tốt tốt. Cây cam đó nè. Ừ. Hát là chắc hỏng quá. Ừ. Hỏng là không tốt đó. Ừ. Vậy rồi. Thầy hát nữa nè. Hát là tốt luôn. Hát là hỏng rồi. Tức là xấu á. Ừ. Xấu gì quẹt là được nè. Tao quẹt đừng quẹt là được đó. Cái này okay đó. Ok đó. Nè chứ cái này quẹt cũng đúng nè, quẹt là đúng nè, chữ hát có chữ cha nè. Ừ. Cha là sai, cha là sai nè, quẹt nè. Ừ. Cho nên là hát mà hay hay gì hả? Không biết nữa, cái này thì cứ hay có chấm điểm này giờ lạ mà. Ừ. Hồi xưa đặt a b gì đó, cái này gì biết chưa quẹt, ví dụ sai thì ta để chữ hết. Thôi nghe kìa, đúng là từ chữ d ngày xưa. Còn cái gì rồi bây giờ cả chắc lại thầy giáo chấm điểm giờ này sao cái gì chữ hát lại sao. Đúng rồi. Tao cũng không biết luôn á. Nó không muốn nghĩ sao nghĩ. Không biết được luôn. Chữ T với chữ H không biết là cái gì nữa. Chữ chữ H là gì vậy con? T là tốt đó. T là tốt. Chữ H là sao? Là gì? H là có vấn đề nè, chờ hoặc là nè để chữ châu mà để chữ cha. Hờ là gì? Âm hờ hả? Hờ là không được à. Được rồi, không được rồi. Né, tiếng sái né. Không có dịch với vậy được. Ừ. Phải không? Ai biết hả? À, sao không được được. Ừ. Đúng không? Chữ hát này thấy không? Ừ. Không lẽ... Tại mình lâu đi học trò quá, cho nên mình cũng quên ngay cả nhà điểm mà quá. Để coi, ai biết bình luận giùm nghe. Ừ, nha. Ủa, mình bây giờ cải cách nó khác. Cải cách nó khác rồi. Lâu quá là nè. Cũng đây là tốt quá. Mình có điểm là rồi gì hoặc là bây giờ cải cách hơn là A, B, C. Ừ. Mà giờ mới hơn nữa. Mình biết còn mình học ví dụ như đúng là để chữ D còn mà sai là chữ S. Ừ. Thôi giờ để cho con giáo dục mọi người mình lại cho mọi người khó qua đi qua nha. Không biết là mọi người thông cảm. Ừ. Thật hoài nha. Đó. Quay quần bên nhau. Quay quần bên nhau nghe. Trong một ngày mưa gió bão bùn. Tiên đang làm gì kìa. Làm gì em Tiên? Thì gió ảnh to nè. Tiên đang gì em Tiên? Tiền đang nhăn mặt nhíu mày nói chuyện với con gái của mình. Thế ba làm gì vậy ba? Ba làm con sợ ba ơi. Ba làm gì con sợ lắm. Ba không sợ con. Tôi sợ cha. Nó nói ba cái này tiền nhiều quá nó chuyện với ba là mới hên mới được. Nó kể cười ra. Đừng nha. Kể. Nhảy miệng với làm đó. Nó cười nữa. Cười nữa. Chọc nó cười luôn, nó cười luôn. Lanh á. Là bé Út lên lo cho ba. Đúng rồi. Rồi. Thằng tài của ba đó, mẹ đó. Thằng tài của mẹ. À. Không phải người của cha đâu. Của cha cũng hưởng với nó trời. Ừ. Nhà bé mà anh hưởng đó. À. Anh thằng bé mắt. Trời ơi. Đang nhiều chuyện đó. Ê, tao ra tao ra tao. Cái gì anh Tiến? Kêu nhỏ này sắp 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 giường. Kêu mà dọn tập sách lại. Ừ. Cái thằng to. Rồi con xuống bỏ tập vào trong túi học được con. Đi học về hả? Ngày này chưa thấy đi học bài này nha. Ừ. Học buổi tối không Phương? Học trường luôn hả? Học buổi, ừ. Có học bài không? Học trường. Học trường luôn hả? Trường hết á. Ừ. Phụ. Đó đem ra rồi dọn vô nha. Bé học ngay cả nhà. Có cái bàn nha, hai chị em ngồi học. À tốt hả? Bữa nay đâu con điểm mà điểm vào bữa nay như tệ như điểm. Như làm được mấy bài. Đặt ra điểm giống như qua chú Toàn ơi. Nhìn băng luôn. Điểm nhảm nha, chứ không có được lấy máy tính nha. Nguyên quan lại. Rồi điểm này. Ừ. Hai cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 4 5 6 rồi ok đúng hay đó 2 cộng 1 15 6 2 3 hay trời ơi rồi đúng nè rồi đó quá giỏi rồi bằng 37 đúng chúng ta rồi kìa vậy là có một bài sai nè bài sai là 64 cộng 3 là 67 67 mà ra ghi tới 77 rồi 50 cộng 40 bằng 90 đúng luôn. Ừ. Sao ý nó cộng 2 con được nha, 2 cộng 2 con được. Cộng nhẩm luôn á. Còn 2 con cộng 1 con là sai nè. Rồi cũng được rồi, tạm được rồi.
ok, con học vậy là ok đó. Có nghĩa là số cặp á, thì nó sẽ tính là rất là ok. Mà số cặp cộng với số lẻ nó sẽ bị trùng, nó bị nó còn chưa thấy. Cho nó học gì là ok đó. Giỏi hơn cha mẹ rồi. 6 bài mà nó làm sai có 1 bài thôi mà. Quá giỏi rồi. Thì như mình có mình không biết chữ thì đã gặp là ví dụ như mà có lúc mà mình đi làm giấy tờ rồi sao? Điểm chỉ hả? Làm tay. Làm tay hả? Tay đúng không? Mướt người ta. Mướt người ta. Không có ghi tên á, ghi tên lăn tay, cái lăn tay không á, này điểm chỉ ha. Giờ mình đợi bé Quyên về ăn cơm ha. Gia đình đang đợi bé Quyên. Thì bé Quyên đã được học về rồi, còn nó thì đó bây giờ thì bé Quyên đã đi học về chú chị ơi, rồi vô con ơi, quá giỏi rồi. Sôi bánh ui chưa? Rồi vô ước ba mẹ. Quá giỏi rồi, bỏ cặp lại vị trí đi để ba mẹ dọn cơm ăn. Vô thay đồ đi. Rồi đó thì bé Quyên về thì chuẩn bị dọn cơm ăn nha chú anh chị. Mẹ hỏi là bé cơm cho ba. Ô dữ. Dữ chưa? Ồ, quá đã nha. Gia đình rồi. Cái này trụ cột gia đình lớn tiếng quá. Ừ. Thầy cứ bạn rồi chứ mọi người cũng thông cảm nha, sáng giờ anh Tiên cũng dọn dẹp tiếp phụ hồ đó. Hơi mệt ha. À, nên mới dọn bàn ra xong rồi mấy đứa cháu ở phụ tiếp nha. Mấy con Tiên nữ phụ cha mẹ hết trơn, giỏi giỏi mọi người. Đó, gia đình đem phúc không? Con bưng chén, vợ bưng cơm. Có ai kiếm một Tiên ơi? Cái này còn mới ta. Rồi trước tiên là mình phải xới nồi cơm lên cái đây. Lấy đũa, xới nồi cơm lên. Để khán giả người ta xem người ta nói á. Mình ăn trước khi ăn mình xới lên. Xới nó sơn cơm không ngon. Bữa nay ăn gì mà thịt đâu mà không múc ra, múc có chút xíu gì trời. Này thịt kho, bữa nay ăn chấm với rau mổ xào nè mọi người. Gì đó hả? Rồi sau khi xới xong rồi anh Tiên với chị Quyền mời khán giả. Nguyên nồi thịt mà múc ra có nhiêu đây hả? Này tính đợi như tôi về múc ra ăn sao nè. Phải không? Sáng hay kho chảo lớn lắm mà. Ừ. Thịt kìa. Thịt kìa. Múc nhiều chứ nhiêu cho ăn đủ. Không, chủ yếu là anh Tiên ăn vậy đó, mua kho rồi thịt chỉ ăn 4 ngày. Ừ. Thế đâu ngại á. Đâu ngại đúng ha. Ngại phải không? Rau mấy tôi quay phim này ăn nhiều ngại phải không? Mình ăn ít. Có rau này ăn lẩu còn nữa nè. Tiết kiệm quá. Anh Tiên là tiết kiệm dữ lắm nha. Điều đặc biệt hôm nay là bữa cơm là chị Quyền được cái bộ đồ mới. Rồi mời khán giả đi anh. Mời khán giả dùng cơm gia đình. Ừ. Ok. Mời ha. Rồi, rồi cảm ơn. Rồi ăn đi. Ăn rồi, ăn đi. Em nhận lại anh rồi đó. Ăn đi. Hôm nay là gia đình ăn thịt kho với lại rau xào nghe tôi tuyên thệ. Dùng muống hay rau muỗng? Rau muống rau muỗng chung luôn. Ừ. Hai loại. Rau phụ và ngà ăn lẩu ngang qua còn dư không? Phụ ăn lẩu qua dư nha. Nếu khán giả hỏi anh là anh kho cái loại thịt nhiều nhưng mà anh múc ra chỉ có nhiêu thôi thì cái lý do làm sao mà anh múc ít vậy anh Tiên? Để dành ngày mai nữa. Ừ. Để dành ngày mai nữa. Ừ, có nghĩa là mình múc vậy là mình ăn hết trong chén đó là thôi đi ha. Cho có múc thêm ha. Tiết kiệm quá à. Cho múc thịt nhiều quá, ăn hết thì múc nữa để đủ cho chị. Không, quy định là có nửa chén thôi, mình không được chén. Ừ. Quy định là nhiêu thịt đó. Anh Tiên thì chủ yếu là anh Tiên ăn đỏ, đỏ dữ ta. Bữa nay có nhắc không? Cái này khỏi nhắc rồi. Ừ. Bà cười kìa, bà cười đó nghe, tối nay là được thử. Có thử. Tối nay sao? Nói luôn đi. Tối nay bà ảo kiều chân à. Trời ơi. Không sao con, không sao. Rồi không sao, bới lại chén cháo. Bới lại. Không sao. Hồi cho cuốn ăn. Rồi để đi. Chắc đói quá rồi gung tay ha. Không sao con. Không sao. Kệ nó anh.
không sao. Đúng rồi. Cứ bình thường nha. Tiền không đừng nào miếng cơm mà rớt xuống là. Chưa nè. Rồi thôi mua rồi quấy cho có nửa chiếc khác đi. Bữa tiệc khác này chút xíu mình tính sao. À. Sao? Để ăn cho cháu nè. Giờ đang ăn cơm cho vui nè. Cho nó vui đi tại vì cháu đang đói bụng á. Ăn đi con. Dạ. Ăn tiếp đi con. Kê bắt thịt cho con. Cha gấp thịt kìa. Ờ, cha thịt cho. Đó, 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 làm gấp rồi được thử. Rồi, cha gấp thịt cho con rồi sao? Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Ừ. Để gió không tới kéo ghế vô tay ngay, để gớm nữa đó. Cha gấp cho con miếng rau. À, sẵn qua cái bữa cơm này thì em hỏi anh Tiên nè, với chị Quyền nè. Hãm gà là cái điện thoại sao mà bên shipper người ta điện người ta giao hàng đó. Mà sao mà anh chị không có nghe được cái gì hết trơn, người ta gọi người ta hỏi em nè. Sao mà điện thoại của em cho mà sao gọi không được anh chị? Điện thoại bị hư hả? Nó hư rồi. Nó hư sao đâu con thử coi. Sức keo, sức chấp nó luôn rồi. Trời ơi, bung mỏ rồi, vậy sao xài? Xài tạm. Đó, cả nhà điện thoại vậy đó. Điện thoại không nghe mấy rồi. Ừ. Nó hai cái đầu rồi. Bây giờ xài. Đọc lại nha. Cái này xài hai màn hình luôn rồi. Cái sao xài? Cái này phải sức keo, dán keo lại. Sức keo lại. Dán keo lại, nó vô nước là không xài được. Chứ lại pin nó không cầm nữa. Mang hết pin rồi mà tay gửi đồ cho gia đình mình đó. Người ta điện không có được. Thì hôm nay là biết nguyên nhân rồi đó, nghe cả nhà. Thôi có gì mà đi dán keo ra được rồi, mình để con bên đây để ăn cơm tiếp nè. Đây là chính lý do không gài gọi ăn được, nhưng đúng mà rồi, lý do này là không gài gọi không được đó. Chứ là cái bia cái hao pin nó không có giữ pin cho mỗi lần mà tiếng là không máy được. Ồ eo eo hết à. Bữa cơm ngon. Nó bình thường là trước khi mà đi mua sinh đó thì mình ăn cơm vào lúc mấy giờ anh Tiên? Ở nhà đó hả? Không đi mua sinh đó hả? Ừ. À 9 giờ. Bình thường là 9 giờ ha. Mấy giờ về? Mấy giờ về nhà? Đi mua sinh đó hả? À khoảng 3-4 giờ. Thì là mai bắt đầu đi mua sinh lại phải không? Mai sẽ xếp hàng nè. Mai tiếp tục đi mua sinh nữa rồi. Chung là anh Tiên nghĩ là không có trông chờ giờ cái tiền để mà bà con cho để mà ăn không ngồi rồi được, phải tự đi làm. Sao? Hổng gà ở nhà là do coi chăm sóc nhà cửa ha, lo làm cái nhà vệ sinh rồi làm cái nền. Thì bây giờ bữa nay thì cũng đã hoàn thành hết trơn rồi đó. Bàn giao lại cho anh hết trơn rồi đó, rồi về bắt đầu ngày mai là anh đi mua sinh ha. Sao mình không ở nhà đi? Nếu bà con tiền mà nó cho nó có chân rồi. Nhớ bà con. Nhớ bà con. Nhớ tiền đó để cho con ăn học thôi ha. Ừ. Rồi hổng gà có xài chưa? Không. Chưa xài luôn. Còn yên nguyên luôn hả? Cả cho chị mua. Bây giờ Mạnh Thường Quân nói là anh chị bây giờ có nhà đẹp, có toilet hết trơn rồi, giờ Mạnh Thường Quân muốn lấy cái tiền lại. Rồi anh chị nghĩ sao? Còn anh nói luôn. Ở cái này như ăn nước không trôi luôn rồi. Đó, Mạnh Thường Quân nói giờ anh có đầy đủ hết trơn rồi, giờ Mạnh Thường Quân muốn lấy lại cái số tiền mà cho anh hổng gài đó. Chịu không? Rồi anh chịu trả lại không? Chịu. Chịu nhưng mà hỏi thủ quỹ ra chịu không? Không chịu nhưng mà cái tiếng chịu nó nhẹ hiều quá. Nhẹ hiều. Chịu. Anh Dương ăn cơm, Dương đang ăn ngon. Anh Dương sừng sững sao á. Quán gác. Nó chọc ghẹo anh trai thôi chứ Mạnh Thường Quân đã hương rồi, ta cho chứ sao lấy lại được. Cho ai đâu mà lại. Nó hương thôi. Nói vui nghe cả nhà. Nói vui cả nhà ơi. Ghẹo anh cho vui thôi. Để sao con gái ngồi ăn đàng hoàng con. Nghĩ hả con? Ăn ít vậy? Bé Duyên ăn nó xỉu à. Bé Duyên ăn nó chán hả? Bé Nguyên còn đau gan không con? Đau. Còn đau hả? Chị Hai nè. Rồi anh coi anh dẫn con đi kiểm tra gan của nó coi sao mà không gài cả tuần lễ nay nó ăn đau rồi nè. Coi kiểm tra coi để bị là răng ấy thì nhổ cho nó. Có đau đâu đó coi nhổ lên lên răng mới cho răng ngon chút anh thế thôi nó bị lòi sỉ là nó xấu lắm à.
đang làm hoa hậu mà cho bác sĩ kìa đó, hoa hậu, giỡn ra. À, idol top top mà. Bởi vậy? Bữa hổm nãy mới phát hiện quay quay top top quá trời luôn mà. Coi coi không? Hình như là mấy ngàn người theo dõi rồi phải không Quyên? Ghê trời. Ghê trời. Sao ăn yếu anh Tiên? Giảm nghe giảm hơi chút xíu thôi. Sướng buồn ở đây, vui lên. Vui lên. Có đâu buồn. Mới thiệt. Mới ghẹo có chút mà ảnh bỏ cơm rồi kìa. Chọc chơi thôi mà. Đừng giận nha. Giận về cái này cái như ba đó giận rồi đó. Nó buồn buồn nhưng mà cũng giận đói nha. Buồn ăn chén nữa thôi. Nói chứ ăn 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 đồ ăn nhiều vô đi anh chị. Đặc biệt là chị Quyền nè. Để có sức khỏe. Kho nguyên một chảo nhưng mà múc cho con chén thịt nè. Ăn hoài không hết. Bởi vì cái nồi thịt ăn hoài không hết. Tôi vừa hỏi sao mà ngày nào giờ gia đình chàng Lùng đều ăn thịt kho hết chứ. Nói ăn quá trời tốt rồi mà món ăn dữ dữ không mà sao mà thịt khổ phải không? Mua 20.000 ăn tuần lễ. Mua 20.000 ăn cái tuần lễ mà. Ăn 4 ngày. 4 ngày. Hai chồng với con quan trọng ăn cơm mà. Chứ không có ăn đồ ăn nhiều. Chủ yếu là cái chén nước mắm là Quyền Thoại luôn á. Chén mặn mặn dễ ăn. Trời ơi, bắp nước. Ừ, bắp nước mắm luôn hả? Chén mắm Quyền Thoại á. Nửa chén luôn. Không ăn cơm rồi mà ha. Thấy ăn cơm rồi. Chị Quyền cũng vậy nó thấy là cơm nhiều. Cơm không ăn cơm nhiều à. Như là thấy ít có ăn đồ ăn. Quen hay sao chị Quyền? Bữa nào mua giò heo hành đu đủ cho chị Quyền ăn cho có nhiều sữa cho con. Hôm bữa cũng có khán giả hỏi là bé uống sữa gì mà em hỏi chị Quyền rồi, chị Quyền nói là uống sữa mẹ nên là không có mua sữa ngoài. Quan nên là mẹ ăn tốt là nha, có sữa mà bồi dưỡng cho bà mẹ nên là phải bồi dưỡng cho mẹ có nhiều sữa thì anh vợ tại vì tới hai ngày uống lận. Lại ăn từ miếng gì nè, nghi ngờ cũng lắm rồi. Có không Tiên? Con có một bên dành cho con, bên dành cho cha không? Không. Không. Gấp thịt ăn đi chị Quyền. Hết thịt kìa anh, gấp thêm anh, gấp thêm thịt kìa. Vô nồi gấp thêm ra kìa. Ngon rồi, gấp rồi đó, vừa rồi đó. Hỏi vợ có ăn thêm không, chồng múc thêm. Ừ. Ăn thêm nữa vậy? Không thêm. Anh Tiên hỏi cho có vậy thôi, cho biết. Ừ. Còn cục ăn hết luôn đi. Rồi, bữa ăn tới đây là đã xong rồi đó cô chú chị. Thôi chào khán giả đi anh Tiên ơi. Rồi, bye mọi người nha. Quá ngon anh Tiên ơi. Rồi chào khán giả nè. Có gì là xong đó ha. Không. Con nữa con nấu già đó, chở con đi kiểm tra cái răng đi ha. Ừ. Để ăn uống được cho nó ngon nha Duy. Quyền chưa? Ừ. Con bị cái răng ở đâu? Ừ. Bên tay trái hay tay phải? Ừ. Tay phải hả? Ở trong phải không? Rồi ở trong cái này chắc phải nhổ rồi. Còn mấy ngày rồi con? Ăn từng chưa? Không từng. Ăn từng rồi ha. Rồi con còn bệnh không? Hết rồi. Hết rồi ha. Chú Toàn hết bệnh này sao? Ừ, Toàn luôn hết bệnh rồi. Chú Toàn gặp chú Toàn hết bệnh liền. Thấy anh Tiên, để sắp xếp cái chắc cháu đi kiểm tra răng đi để cho coi như thế nào, nếu mà răng lung lay á thì đi nhổ để cho cháu ăn uống rồi nó ngon nha anh. Ừ. Giờ mình để thấy mỗi lần ăn nó thấy còn nghiệp cháu quá. Nói giờ vợ của Trần Lùng mà dọn vô nghe. Xong rồi đó, ăn xong rồi.